Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 26 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về nơi an nghỉ cuối cùng. Vâng và thưa quý vị, trong niềm tiếc thương vô hạn, rất đông người dân thành phố Hải Phòng đã đội mưa tiễn biệt Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng, một tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy phụng sự tổ quốc, phục sụt nhân dân. Dự lễ truy điệu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng gia quyến Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đông đảo nhân dân trong niềm tiếc thương vô hạn bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ lê minh khái trưởng ban lễ tang nhà nước khẳng định với ý chí bản lĩnh tâm huyết và sự quyết tâm tác phong lãnh đạo quyết liệt sâu sát thẳng thắn luôn chăn trở nghiên cứu tìm tòi những cách làm sáng tạo đồng chí lê văn thành đã có những đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối xây dựng và phát triển đất nước do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo để lại nhiều bài học hay kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ sau học tập và noi theo nhất là đối với thành phố hải phòng rất đông người dân thành phố hải phòng đã đội mưa tiễn biệt phó thủ tướng lê văn thành nguyên bí thư thành ủy hải phòng tại quê nhà người dân cũng chờ đón và tiễn biệt phó thủ tướng lê văn thành người con ưu tú của quê hương vĩnh bảo hải phòng